Sao tự nhiên em gọi tụi anh xuống đây chơi vậy? Em định đập lợn kho bọn anh đúng không? Khao à, đi mua vịt quay về ăn đi. Kiểu gì con Nhiên cũng mang heo ra, sau đó gọi ba anh em mình xuống để hỏi cung. Và trong đây là những tình huống mà anh đã liệt kê ra. Ở ngoài nếu như mà trúng tình huống nào là mình sẽ chơi tình huống đó. Quán triệt tư tưởng nha. Có chết cũng không được nhận. Rõ chưa? Có chết cũng không được nhận. Quyết tâm. Các anh nhìn kỹ này. Nhìn kỹ con lợn của em đi. Tại sao em đi một tuần thôi mà nó đã biến dạng như thế này rồi? Hả? Anh vẫn thấy nó bình thường mà. Anh thấy nó có khác gì đâu. Hay là em lại gạ anh cho nó ăn chứ gì đây? Anh nhìn đây này. Con lợn của em trong hình và bên ngoài khác nhau hoàn toàn. Anh chịu, anh làm sao mà thấy nó khác gì đâu? Anh Bách, anh nhìn kỹ bức hình đi. Rõ ràng trong hình em chụp với con lợn lông mày nó vui thế này, sao bên ngoài nhìn nó buồn thiu này? Chắc là tại vì em mua nó lâu quá cho nên là nó phai màu, nó biến dạng thôi. Anh Nhân, rõ ràng có sự khác biệt đúng không? Khác đúng không? Đúng không? Không, anh thấy nó có khác gì đâu. Chắc chắn là do chị ta gây ra. Ai? Cái gì? Chị Hân. Tự dưng có người lạ về ở chung nên em cũng đang nghi đấy. Em đừng nghi chị ấy. Chị ấy không làm chuyện này đâu. Chị ấy là người tốt đấy. Không làm chuyện này là chuyện nào? Anh Nhân, anh biết chuyện gì đúng không? Anh mau nói sự thật cho em đi. Nếu sơ thì sơ từ đằng sau. Anh nói liên thiên gì đấy hả? Trước giờ anh đâu có mọc râu. Anh đang xỉa xói em đấy à? Anh nói thật với em đi. Mở mắt ra. Mở ra. Mở ra. Thôi. Thằng Nhân nó hiền vậy mà cứ bắt nạt nó hoài à. Em nghi sai người rồi. Em ấy đừng có mà giận cá chém thớt như thế. Anh trai, cả nhà này em có mỗi anh là người thân nhất của em thôi. Anh đừng có lừa em ấy nhá. Ăn nói luyên thuyên, anh mày mà phải lừa trẻ em á, đồ ai thì người đấy dùng, đừng có mà ăn nói linh tinh. Ê, sao em bất công với anh quá vậy? Ai cũng được hỏi, chỉ riêng anh là không được hỏi. Hỏi anh thay em gọi cái đội gối của em đây này. Anh có bao giờ nói sự thật đâu. Nếu vậy á, anh có cách cho em. Bây giờ mình đập con heo này ra, coi bên trong có cái gì, sau đó mình truy hung thủ sau. Anh cũng đang cần tiền này. Vớ vẩn, ai cho đập?